bà con ơi, bây giờ bà con cứ tưởng tượng nha bà con, trên tay có phiếu á cứ đưa lên, và tới đây á khi mà nhận tiền rồi đó, bà con cứ cầm tiền của bao nhiêu phiếu là phát bao nhiêu tiền, như hai phiếu thì 200 ngàn, thì bà con tới đây cầm 200 ngàn đưa lên thẳng người ta phát quà đây người ta biết nha bà con, đừng chen bán cứ từ từ. Dạ, ở đây tụi em cũng là một mệt lắm, thật sự là vậy, cũng khang tiếng lắm, cũng nói thì bà con cứ từ từ. Bao nhiêu phiếu thì cầm tiền bao nhiêu tiền đưa cho bên đây, cứ đưa tiền lên nha. Đó, dạ. Bà con cứ từ từ đưa tiền cao lên là ông biết là chúng con đi quà nha. Oh,
ráp á, cái cảm giác đồng ráp á. Dạ xin mời tất cả mọi người xin lắng nghe. Đây nè, qua đây. Bên kia. Ưu tú Kim Tiểu Long và các mạnh thường quân thắng qua đây luôn rồi. Chết.
và chỉ còn vài phần quà nữa thôi là chúng ta cũng hoàn thành buổi phát quà từ thiện ngày hôm nay. Cho nên là bà con của chúng ta cứ từ từ nha. Còn bây giờ là sự xuất hiện của nghệ sĩ cải lương kính yêu mến. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng tay chào đón nghệ sĩ Thanh Sử. Cắt băng lên, cắt băng. Anh đi em hát cắt băng. Ông đây tự ghen nè. Cái này là bài hát bà con. Nhà bà đi từ chương trình thì Thanh Sử và Thanh Băng xin gửi đến một nhạc phẩm được mang tên Sầu Tiếng Thiệp Hồng.